Đồ chơi xô nhô được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên chọn lọc kỹ càng như tre, nha đam. Cùng với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, những tấm nệm của Dolce Sonho ngoài việc giúp quý vị có một giấc ngủ ngon còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp chống vi trùng và đặc biệt là chống rệp và hạn chế những nguy cơ gây dị ứng đối với những làn da nhạy cảm như là da của em bé. Với việc đầu tư liên tục vào nghiên cứu, lên kế hoạch và sản xuất, các sản phẩm của Dolce Sonho có các đặc tính kỹ thuật và vật liệu làm giảm sự phát triển của ký sinh trùng trong tấm nệm. Cùng với đó là Dolce Sonho có thể được tái sử dụng rất thân thiện với môi trường. Kỹ thuật vacuum packing tiên tiến hút hết không khí trong tấm nệm khi đóng gói, nên khi delivery tới nhà quý vị sẽ thấy nệm được cuộn tròn rất gọn gàng, tiết kiệm không gian khi vận chuyển nệm đến 7 lần và khi tháo gỡ nệm sẽ không có mùi gây khó chịu như những tấm nệm được pack theo kiểu truyền thống, giúp giảm ô nhiễm môi trường với nhiều mức độ cứng mềm khác nhau và đặc biệt là extra firm, rất thích hợp cho những quý vị nào muốn có lại cảm giác quê nhà bằng những tấm nệm cứng nhưng giờ đây được làm hoàn toàn bằng memory foam chống đau lưng, nhất là đối với những quý vị lớn tuổi.